Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin tuần mới gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân bổ các nguồn vốn đầu tư tạo động lực phát triển của tỉnh. Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 năm 2024. Mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn. Miễn phí vé vào sân Thanh Hóa vòng 18 Cúp Quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân bổ các nguồn vốn đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Nhằm thực hiện chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc phân bổ đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2024, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đợt 2. Theo kế hoạch phân bổ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 là trên 530 tỷ đồng, đợt 1 đã phân bổ trên 196 tỷ đồng, kế hoạch đợt 2 phân bổ trên 334 tỷ đồng với phương thức mức vốn ngân sách trung ương năm 2024 bố trí cho các dự án không vượt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị sau khi đã trừ đi số vốn lũy kế đã bố trí đến hết năm 2023 và không vượt nhu cầu vốn do các địa phương đề xuất. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ vốn đối với các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt, lũy kế mức vốn bố trí đủ 100% mức hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không vượt giá trị khối lượng đã hoàn thành quyết toán. Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các danh mục tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời giao cho các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra theo đúng các quy định của pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng 11 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 năm 2024. Các tháng đầu năm 2024, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã có nhiều bài viết, chương trình phản ánh sinh động, đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn không khí đón xuân trên các vùng miền trong tỉnh. Thông tin đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả đạt được, những thành tựu kinh tế, xã hội, nêu bật nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cũng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tiến độ xây dựng dự án quảng trường biển Sầm Sơn. Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí đề xuất một số nội dung phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó tập trung chú trọng vào các sự kiện lớn nổi bật của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thông tin kiến nghị của các tổ chức, đơn vị bằng văn bản điện tử. Đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường các tin bài tích cực, bảo đảm thông tin toàn diện, khách quan, tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định giao Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm tận dụng tối đa hồ sơ dự án đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và các kết quả nghiên cứu nếu có để phục vụ công tác nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu, tiền khả thi dự án. Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn dài hơn 98 km được đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 với phần đường các đoạn tuyến thông thường giai đoạn phân kỳ đoạn Cam lộ La Sơn được đầu tư quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m. Riêng các đoạn vượt xe được thiết kế quy mô theo giai đoạn hoàn chỉnh được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 23,25m. Theo tính toán sơ bộ, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe tiêu chuẩn có làn dừng khẩn cấp liên tục cần khoảng 6.500 tỷ đồng.
Trong 20 ngày, cao tốc Cam Lộ La Sơn đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, nhiều người bị thương. Vụ tai nạn mới đây nhất xảy ra vào tối qua, mùng 10 tháng 3, khiến 2 người tử vong và 9 người bị thương. Trước đó, ngày 18 tháng 2, cũng trên tuyến cao tốc này, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. Sau các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, dư luận xã hội đã đặt ra nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc hai làn xe này. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper giữa đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Phù Đổng Ninh Bình vào 18 giờ ngày 12 tháng 3 sẽ miễn phí vào sân dành cho khán giả. Đây là dịp ban tổ chức sân Thanh Hóa cũng như đội bóng xứ Thanh dành sự tri ân cho khán giả, những người luôn đồng hành, cổ vũ cho đội bóng kể từ đầu mùa giải 2024-2025. Vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper năm 2024 sẽ diễn ra trong các ngày 12 và 13 tháng 3 với 8 cặp đấu. Đây là giải đấu mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang là nhà đương kim vô địch, đoàn quân của huấn luyện viên Velira Popov không phải thi đấu vòng loại và được vào thẳng vòng 1/8. Đối thủ của Đông Á Thanh Hóa là đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất V-League 2, Phù Đổng Ninh Bình. Đội bóng này đang xếp thứ 7 trên 11 tại giải hạng nhất mùa 2023-2024. Tiếp đối thủ láng giềng trên sân nhà là cơ hội thuận lợi để đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa tiến vào vòng tứ kết, đồng thời tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở đấu trường Cúp Quốc gia. Ở mùa giải trước, Đông Á Thanh Hóa đã thắng chính đối thủ này ở vòng tứ kết trên sân nhà. Nếu vượt qua Phù Đổng Ninh Bình ở vòng 1/8, Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp đội thắng trong cặp Hải Phòng - Quảng Nam ở vòng tứ kết. Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2030 và thông báo rộng rãi để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Kịch bản phim tài liệu có thời lượng từ 30 phút đến 45 phút và kịch bản phim truyện có thời lượng từ 90 phút đến 120 phút. Kịch bản có đề tài nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mỗi tác giả được gửi không quá 2 kịch bản dự thi cho mỗi thể loại. Thời gian nhận kịch bản từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2024. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2024. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi. Thông tin chi tiết về cuộc thi, quý vị và các bạn có thể tham khảo tại trang web cucdienanh.vn. Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện giảm giá từ 10 đến 24% các tựa sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 12 so với giá bìa của năm học trước. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện và triển khai 4 bộ sách giáo khoa đối với lớp 1, lớp 2 đến lớp 12, đã thực hiện triển khai 2 bộ sách giáo khoa là Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, với đầy đủ môn học và hoạt động giáo dục. Ngoài ra, với bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn thực hiện 2 phiên bản đối với 2 môn học là mỹ thuật và hoạt động giáo dục. Cạnh đó, còn triển khai các sách ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2. Năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai đầy đủ nhất các tài liệu, học liệu cũng như kế hoạch bài dạy đưa lên trang hành trang số.nhasuatbản.vn và trang tập huấn.nhasuatbản.vn, hỗ trợ thầy cô nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa hiệu quả nhất, nhất là đối với các khối lớp cuối cấp là 5, 9 và 12. Đặc biệt, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng bộ thực hiện giảm giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 từ 10 đến 24% so với giá bìa của năm học trước, thực hiện công bố giá sách giáo khoa của lớp 5, lớp 9 và lớp 12 để giáo viên lựa chọn. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar 2024 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. Oppenheimer, bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, đã thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 khi giành chiến thắng tại 7 hạng mục.
Bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã giành giải phim hay nhất, đồng thời mang về cho nhà làm phim 54 tuổi Christopher Nolan tượng vàng tại hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi Cillian Murphy được trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, Oppenheimer còn sở hữu các giải thưởng quay phim xuất sắc nhất, dựng phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất sau khi mở màn với chiến thắng của Robert Downey Jr. ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Dự án có kinh phí 100 triệu USD này được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023 và nhận được 13 đề cử tại Oscar 2024. Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách tiểu sử American Prometheus do Kai Bird và Martin Sowin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người lãnh đạo dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân. Oppenheimer là tác phẩm đoạt doanh thu cao thứ 3 năm 2023 với hơn 950 triệu USD. Phim gây chú ý tại mùa giải thưởng năm nay khi chiến thắng tại nhiều sự kiện thiền Oscar như Quả Cầu Vàng, giải lựa chọn của nhà phê bình điện ảnh Critics' Choice Movie Award và giải nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh SAG Award. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.